Ok, lên em. Đến hạn thì lại lên thôi. Vào cái dịp thời điểm mà cuối tháng như thế này á, chúng ta sẽ lướt lướt xem cái tháng sau có những con game gì mới. Tương đối với tháng 2 này thì ngay cái Tết âm lịch của chúng ta, thời gian nghỉ rất là nhiều luôn. Nhưng mà không biết anh em có rảnh rỗi để có thể chơi game không? Chứ tháng 2 này rất là nhiều con game hay luôn. Đây. Theo lướt lướt sơ sơ thì tôi thấy cũng khoảng 20-30 con game mà rất đáng chú ý rồi đó. Nên anh em có thể dành thời gian chơi được thì tốt. Chơi được rồi cái ví tiền lại là một vấn đề đáng lo nữa. Thì ngay ngày đầu tiên của tháng 2 có thể coi là mở màn cho tới tháng mới luôn á. Chúng ta có con game mà Jujutsu Kaisen, cái lớp học nguyền rủa nè, của không cái gì nguyền rủa chứ chú thực hồi chiến, đúng rồi tên tiếng Việt nó như vậy. Anh em nào nào xem anime hay là đọc truyện nhiều chắc cũng biết về cái tác phẩm này rồi chứ gì, rất ấn tượng luôn nha. Đấm nhau là phân tích tính toán rất là kỹ càng, chúng phải lao vô mà cách hiệu như mấy cái pháp sư đâu. Thì vẫn là cái nhà phát hành quen thuộc thôi, Bandai Namco. Riêng những con game mà thể loại đánh nhau đối kháng là một nè. Cái hai là phỏng theo cái nguyên tác cốt truyện anime đó, họ có bản quyền. Game thì giá cũng hơi chua một tí, một củ gửi. Yogo, Gojo. Nhân vật Gojo hơi bị bá đạo luôn á. Làm chơi lơi 4 phút mấy rồi. Anh em đọc truyện rồi thì chắc cũng biết cái nhân vật mà Gojo bá đạo như thế nào vậy chứ gì. Thì trong cái này thì chắc là chỉ xuất hiện ra làm meme thôi, kiểu như mà quên Binman vậy đó, xuất hiện ra đấm nhau một phát cái là thể hiện được, chứ nhân vật bá quá thì ai chơi. Còn anh em mà đọc manga hổng gài chắc biết mà cái kết cục của nhân vật này vừa rồi chứ gì. Spoil ra nữa thì mất công lắm, mất công spoiler lắm, nên anh em cứ mà tiếp tục đọc đi nếu như chưa biết cái bộ này. Anh em không muốn chơi game có thể tìm hiểu qua chuyện hoặc là anime cũng được. Anime thì tôi không biết có đến khúc đó chưa, tại vì tôi không có xem. Còn chuyện tranh thì nó đang ngay cái đoạn cao trào rất là ấn tượng đó. Đương nhiên với cái lượng fan hùng hậu thì con game này cứ đặt giá 60 đô, tất nhiên sẽ có người ủng hộ thôi. Cũng trong mà ngày hôm đó luôn, anh em sẽ đón tiếp một siêu phẩm nữa, Ganlu Fantasy Guilin. Game này thì tôi hóng đã từ rất lâu rồi, cách đây mà vài tuần á, họ đã ra cái phiên bản demo trên cái hệ máy console. Thì lúc đó tôi cũng thử qua rồi, rất là đáng ấn tượng nha, đạt được hơn cái kỳ vọng đáng mong đợi. Game này nhiều anh em mà xem cái trailer á thấy bảo là nó giống Genshin Impact, nhưng thực ra thì nó không giống đâu. Game này chính xác hơn là nó giống với mà cái con Theo và Agis á, Theo và Agis thì chính xác hơn con game này nè. You are unworthy. Good thing we know where that red ship is. Game này đồ họa nó chi tiết, khá là chi tiết luôn nha, nhìn rất là thuận mắt luôn. Stop stalling and come hit me. Arise, my lovely blades. Anh em thì tất nhiên có thể điều khiển 3 đến 4 nhân vật cùng một lúc. Thầy phối hợp nó chuyển qua chuyển lại các lát nhân vật á, sử dụng combo rất là hợp lý. Đồ họa FPS nó rất là màu mè luôn nha. Đó. Ngoài ra cái giao diện mà thiết kế UX UI của con này á trông cũng rất là gói nữa, anh em nào không quen thì khó lắm. Đồ họa nó hơi hướng là rất là trưởng thành hơn nè, chứ không có hoạt hình như con Theo Magisa này. Game này nếu như anh em thích con dòng game này á thì tất nhiên sẽ thích game này rồi. Về cơ bản hai nó thì cũng tương tự nhau, nhất là ở phần gameplay thôi. Cốt truyện thì con này đã đánh giá nó hơi đơn giản. Ngoài ra một điều nữa là đánh nhau nó hét tên chiêu thức nhiều quá, đau đầu lắm. Gần đây thì con Theo Bagi này có một cái bản DLC giá cũng khá là cao luôn, ra mắt hồi tháng 11 á, bị đánh giá mới xịt ta. Con này thì DLC khá là nhiều rồi. Gần đây cái bản mà DLC giá 700k mà đánh giá mới xịt nữa nè. Đây, anh em có thể điều khiển 4 lát nhân vật cùng lúc, 4 nhân vật cùng lúc để kết hợp combo chiêu thức với nhau. Thì ngoài ra cái giao diện mà UI có phần nhìn á, mấy cái button đầu, mấy cái hiệu ứng hiển thị trên này á, nó khá là gói nha, anh em nhìn là rất là gói luôn. Thậm chí cái số X2 này nhìn cũng cực kỳ mà dễ mà khó nhận ra luôn á, bỏ qua cái một á. Mấy button thì cũng khá nhỏ nữa, cái giao diện mà button này thì của PlayStation này. Game này thì có mà support với Xbox nữa nha, đây nè. Nên anh em cứ thoải mái cái tay cầm đi, dòng nào cũng chơi được. Đó, màu sắc rất là chói luôn, hiệu ứng cực kỳ chói luôn. Nhưng mà game này rất đáng chơi, tôi đang rất là kỳ vọng đó. Giá thì tôi không nghĩ là rẻ đâu, với cái lượng polo này 35k rất là khủng khiếp.
hành động nhập vai nha, có single laser nên em cứ yên tâm. Ngoài ra cũng có thể cung cấp với bạn bè luôn. Tiếp theo nữa là một con game giải đố. Đây. Game này bốc đồ lót phát mạnh. Nó phát mạnh vậy đó. Game này của Napset. Lúc trước thì tôi chơi rất nhiều game của họ, từ mobile cho đến máy tính luôn. Như con game Door này thì cũng chung của nhà phát hành luôn nè. Game này thì tôi đã phá đảo trên kênh rồi. Anh em nào muốn thử à, thì có thể xem. Đây. Có thể xem lại nguyên cái series game Door mà tôi đã từng chơi và phá đảo. Nè, Door Faradot 1, Faradot 2 nè. Sau 2K đã phá đảo rồi. Cũng chung của nhà phát hành. Nói về những cái máy móc thiết bị ở góc nhìn như thế này thôi, rất thú vị nha. Còn những con mà Faraway nữa, anh em có thể chơi nó trên cái bản mobile luôn, chứ không phải trên PC này không. Đó. Game này thì nhà phát hành đã gửi kia luôn rồi, thì chắc có thời gian tôi chơi tiếp thôi. 2 ngày nữa nó sẽ ra mắt. Nó, game này thì cơ chế nó giống như The Room á. Chứ là con game gì nữa ta? Machina. Cái cổ máy máy móc gì đó. Không phải. Thư viện hả ta? Đây, nó giống với mà cái viện bảo tàng kỳ lạ mà tôi chơi trước đó. Anh em xem cái trailer là sẽ hiểu rồi. Thì nó tên là bốc mà, đương nhiên có một cái hộp như thế này rồi. Đó, trong cái hộp này có rất nhiều thứ luôn để mình có thể mà moi móc nó ra. Cái kính này dạng như cái kính mà nhìn dấu vết vậy đó. Anh em chơi The Gum thì quen biết với cái thấu kính này chứ gì. Một con game giải đố thôi. Tôi biết anh em là con có mê giải đố nhiều lắm, nhưng mà những con như thế này thì nó rất ấn tượng. Nó thì khá giống với cái dòng Sigi The Gum này thì khỏi nói rồi. Sigi The Gum này nó quá nổi tiếng luôn. Nên anh em mà chơi The Gum thích thì có thể thử qua con này. Tương tự nó cũng na ná như con này, nó là viện bảo tàng kỳ lạ nè. Rất là nhiều máy móc của nó mà chen chúc với nhau. Đó, anh em cũng soi soi vô mấy cái thiết bị kỳ lạ đó thì thử nó. Đó, nhìn yếu tố giải đố thì chắc anh em chóng là chứ gì. Ngoài ra nó cũng giống một con gì nữa ta, lúc trước tôi cũng mới chơi đây, cũng nói về một cái hộp. Mình cũng không nhớ tên nữa. Không biết nó có hiển thị dưới này không? Hình như là không à. Đây, giờ này thì lượt follow nó gần đây tăng rất cao nha. Nhớ trước ở đâu nó lên nhanh gì đâu. Đó, khoảng 7-800 mà lúc trước tôi đi theo dõi đó. Bây giờ nó lên 1.000 mấy rồi, rất thành công rồi đó. Một con game mà anh em nào thích giải đố thì không thể bỏ qua rồi. Cũng trong ngày hôm đó luôn thì chúng ta có mà Suicide Squad. Ủa, à, Bơ Ba Gilot, Suicide Squad hình như là giữa tuần sau luôn. Persona 3 này thì anh em nghe cái tên nó rất nhiều lần rồi đó. Nguyên cái chuỗi series Persona mà. Bản 3 này là bản 3 Reload. Ngoài ra trên Steam á, anh em có thể tiết kiệm hơn thì có thể kiếm nó trên Xbox nha. PC Game Pass. Đây. Nó lên là Day One luôn phải không ta? Tôi nhớ hình như là lên Day One luôn á. Persona nè. Persona 3 nè, lên Day One trên mà PC Game Pass luôn. Nên anh em có thể trải nghiệm con game này trên cái hệ thống này. Rất là ngon nghẻ. Khoảng 60 ngàn tháng à. PC Game Pass á. Thi thoảng thì tôi cũng ghép mà quay mấy cái kia mà một tháng PC Game Pass này cho anh em. Nên anh em nào mà muốn trải nghiệm thử thì có thể lâu lâu lên cái kênh tôi tham gia. Đây. Tất nhiên là có cả con bom tấn này, Vanguard luôn. Persona thì anh em quá quen rồi, chắc khỏi cần giới thiệu nữa. Lên cũng 35 34 ngàn lượt follow, giá 70 đô thì con số không rẻ đâu. Cũ 7. Ngoài ra thì đóng DLC đi kèm đó. Nên nếu như anh em mà fan của con này thì hơi bị đau ví tí nha. Tiết kiệm hơn thì cứ qua đây. Lần trước tôi cũng mới ghép mà quay cho anh em một cái key game trải nghiệm thử 1 tháng rồi nè. Alan Wake gì nữa nè. Nagaka Builder đồ. Đây. Kế tiếp thì chúng ta có cái tên cực kỳ quen thuộc, Suicide Squad. Game này đến giờ thì tôi đăng ký nhận key rồi nhưng mà vẫn chưa thấy đâu nha. Mấy cái nhà mà báo chí lớn lớn đầu họ cũng chưa nhận nữa hay gì á. Tôi mới thấy cái bài viết chỉ có IGN như con này.
Cái này anh em nào coi phim DC gần đây chắc cũng biết Biệt đội Cảm Tử, khá là bẩn bựa luôn. Nói chung là đa vũ trụ đa thế giới gì trong game này đó. Nhiều anh em thì vẫn là nghĩ con game này flop thôi, còn tôi thì tôi thấy nó cũng được. Hy vọng là đừng có như Gotham Knights là được. Nhắc về con Gotham Knights thì trên Xbox mà PC Game Pass anh em cũng có thể thử qua cái con đó nữa đó. Cũng được. Game này tôi wishlist từ lâu lắm rồi, nhưng mà mua với cái giá này thì tôi sẽ cân nhắc rất nhiều đó, chắc không thể nào mua nổi đâu. Còn như nhà phát hành gửi kỳ thì chắc ăn sẽ chơi thôi. Nhưng mà lâu lắm, một đống trailer luôn nè. Anh em vô đây thì coi chắc mà 30 phút hết. Có The Last của anh em đây. Nhìn cái mặt này với mà có bị biến đổi như thế này là anh em chắc phải bem The Last là chắc rồi đó. Giống Ghost trưởng lão ha. Tiếp theo cũng là một cái tên rất đáng chú ý đây, Negan Hopeless, game này của mà Việt Nam chúng ta nha. Được phát hành bởi mà Gavinger Game nè. Trước đó thì cái Negan Hopeless này đã có hai phiên bản cho anh em có thể chơi mà trải nghiệm giai đoạn ban đầu, gọi là cái Golugua. Họ ra tới hai cái bản Golugua luôn. Thì sắp tới ngày 2 tháng 2 này sẽ ra cái phiên bản chính thức trong game này. Tôi cũng đã chơi cái bản Golugua mà trên cái kênh YouTube của mình này, anh em có thể lên tham khảo một cái sản phẩm của Việt Nam. Tất nhiên là trong game sẽ có tiếng Việt nha, anh em cứ yên tâm. Nếu tôi không biết mà chấm hỏi tờ bạc đó, anh em gõ cái địa chỉ này lên mà trên thanh đó thì nó sẽ ra cái trang template tiếng Việt. Chỉ những game nào mà họ làm 2-3 cái phiên bản template đó mới có tiếng Việt này nha, chứ anh em gõ mấy con game khác vô thì nó vẫn là tiếng Anh thôi. Nên cái phần mô tả tiếng Việt này, đây phần mà giới thiệu về trò chơi dưới đây vẫn bằng tiếng Việt chính chủ luôn, thậm chí họ dùng cái hình ảnh tiếng Việt luôn nè đó. Còn anh em mà để bản gốc tiếng Anh thì nó không có đâu. Còn game nào không có dựng cái bản mà tiếng Việt riêng thì cũng không có luôn, nên game này Việt Nam chúng ta thì mới làm được cái này rất là đáng khen á. Đây là một con game dạng Tower Defense, anh em nhập vai một chiến binh nào đó, bắt đầu xây dựng mấy cái phòng lũ chống lại những cái mà thế lực bóng tối trỗi dậy thôi. Nó vẫn có cốt truyện rất là đầy đủ nha. Cốt truyện thậm chí là có chiều sâu, có ẩn tàng ý nghĩa gì luôn đó. Anh em mà muốn thử qua game này bây giờ có thể thử phiên bản Golugo của họ. Đây nè, Isaac Chen. Phiên bản Golugo chiến đại của họ, anh em thích thì có thể thử qua. Còn lười lười nữa thì lên kênh mà của tôi mà xem. Đấy, còn lười nữa thì cứ lên kênh của tôi mà xem, có sẵn danh này cho anh em trên coi luôn. Đây gần hấp lít. Một con game thể loại thủ thành, trông rất ổn áp, có tiếng Việt rất là đầy đủ cho anh em luôn nè. Game thì ra mắt vào ngày 2 tháng 2 sắp tới. Rồi, chúng ta qua con game mới, con game thay đổi bắn tăng gì đây. Tôi thấy nó mà follow khá đông nhưng mà cũng không có mê dòng game này lắm. Anh em có thể mà trang bị cái xe tăng của mình, rất nhiều thứ luôn. Thì nó giống như World of Tanks hay là cái gì chẳng hạn, tôi cũng không biết nữa. Khán đệ tôi nó bảo là giống giống World of Tanks cái phần bui xe á. Không biết anh em nào gọi gỉ mấy cái tài liệu mặt về game này không đó. Dạng như mô phỏng chiến lược hơn là yếu tố chiến đấu nha. Tôi không thấy cái cảnh ở ngoài chiến trường nhiều. Có video mình là chủ yếu bui rồi quản lý xây dựng thôi, chứ không có đem ra chiến trường bắn nhau nha. Có nè, có nhưng chắc không chỉ là mô phỏng thôi. Tăng nè, quơ nè, lịch sử nè, giả lập nè, có cái thẻ giả lập này. Anh em nào mê cái này thì có thể thử qua được. Tiếp theo một con game của Toho gì đó, tôi cũng không biết gì nó luôn. Tuy nhiên rất là đông cái lục follow này. Những game này mà khéo khéo thì chắc là lên mà trending thôi. Tester End mà toàn mà tiếng Nhật không nha. Game dạng nhịp điệu à. À, game này chắc là thế loại nhịp điệu nè, hay game nè. Game này tôi đành chịu, chắc không có chơi đâu.
Tiếp theo là một cái siêu phẩm cũng bơm tấn hả? Cái tên rất là quen thuộc luôn, Hellgaver đã lên chính chủ League of Legends này nè. Game này chỉ hỗ trợ cái ngôn ngữ và giao diện tiếng Nhật hả? Cho khách hàng đến từ Nhật Bản, tức là ở Nhật Bản thì mình chỉ có thể một gói riêng luôn phải không? Nhưng mà ở đây thì vẫn rất là đầy đủ nè. Họ lồng tiếng rất nhiều luôn nè. Trời ơi. Hellgaver thì con game mà bắn súng góc nhìn thứ ba. Anh em chắc là quen hoặc là nghe tên con game này rồi. Game này cũng rất đáng chú ý nha. Anh em nhìn cái hiệu ứng áo tròn nó làm phấp phới rất ổn áp luôn. Nhà phát hành này sao nghe quen quen ta. Đây những con game PlayStation họ đưa lên PC thì sẽ qua cái nhà phát hành này. Chính chủ của Sony nha. Giá game thì cũng không rẻ mấy. Thậm chí có bản update gì nữa nè, DLC nữa nè. Ok, game này cũng rất là hóng luôn. Ngày 8 tháng 2. Và gần ngay giao thừa của chúng ta luôn đó. Thì cũng trong ngày đó luôn. Vẫn là một con siêu phẩm bơm tấn nữa. Tôi cũng rất là hóng con này. Tại sao lại chưa whitelist chém gió hả? Game này thì đợt mà game mà quốc đó, anh em sẽ thấy cái tên nó giới thiệu đi nhiều lần. Đồ quả nó hơi cổ kỹ tí nè. Dạng điều tra phá án nè. Hành động điều tra phá án. Đó. Animation nó thì đúng là gượng luôn á. Tôi nhìn cứng đơ luôn. Thiệt. Dạng nó giống như Sherlock Holmes thôi. Máu mè quá. Đúng rồi đó, che lại đúng rồi đó. Ngày 9 tháng 2. Được follow rất là đông. Nó giống như con The Witcher à. Game này thì mới chỉ có bao nhiêu đó thôi. Nhưng mà rất là hóng rồi. Cũng vẫn là ngày đó luôn. Lại một cái tên nữa. Konosuba. Konosuba này thì tôi đọc lướt lướt thử về chấp chuyện à. Có em Awa nè, siêu phế vật nè. Một em máu mờ nữa nè. Đây em này hình như là pháp sư xài phép một lần hay gì á. Vẫn chưa biết thể loại game này là gì. Visual novel tương tác anime hả? Thì tất nhiên là cái dòng fan game này anime này cao thì tất nhiên là chuyện cũng cao rồi. Có 18 cộng không đó? Không không. Nói chung là game này dành cho fan thôi. Đây, chúng ta tạm nghỉ vài ngày lại tiếp tục gặp một bơm tấn thôi. Punisher được follow rất là cao. Game này thì anh em cũng mà coi trailer vài lần trong mấy cái đợt game Mạch Quốc rồi gần đây rồi đó. Hai đinh hồn trong một cá thể. Game này thì đồ họa nó đẹp hơn hẳn cái game nãy luôn. Rất ấn tượng luôn. This nightmare chose New Eden for a reason. I'll do whatever I can to help. If help we can. Vẫn là bối cảnh trung cổ mà cực kỳ ảo ma như thế này thôi. Nãy giờ là toàn bộ là cinematic thôi nha. Dựng hơn 1 phút mấy. Vẫn chưa có gì dính dáng đến gameplay hết. Đó, hai linh hồn cùng đồng đại rồi. Cái chết thì vẫn là cái chết mà thôi. Vô đây mà vẫn dựng cinematic nữa ta. Đây, bắt đầu sâu một tí vô gameplay nè. Mạng nó không lót luôn. Steam kiểu gì vậy? F5 cũng không được luôn. Đó, chúng ta bắt đầu vô một tí vô gameplay. Không, trailer này mới đúng, nhầm rồi. Cứ dôm lên là nó đứng à. Ôi bó tay luôn rồi. Đúng là nhà mạng 7 chữ Việt Nam thiệt. Coi hình nó lót không.
Có cả đánh tay, có cả súng luôn nè. Game này thì tôi rất là hóng luôn á. Cái này chắc là lựa chọn theo bên phe phái nào quá. Nó có chơi map battle không ta? Fest này chắc được render sẵn rồi. Chứ vô game mà như thế này thì sập nguồn máy luôn á. Đây là cái hệ thống kill đó hả? Rất là nhiều chỉ số luôn. Trông ấn tượng phết. Bộ trang bị này tương đối cơ bản bình thường rồi. Cái này mới đúng là đồ họa trong game nè. Render được hết thân. Rồi, game rất là hóng. Giá game 50 đô nha, có giá Việt Nam đồng luôn. Cũng mà 50 đô thì cái giá này rất là rẻ đó nha. Trợ giá rất là nhiều luôn rồi đó. Giá này thì coi như là con rẻ cho game 50 đô rồi. Chứ tính ra giá kia là giá gấp khoảng 2-3 lần đó, 2 lần rưỡi á. Tiếp theo là con game gì đây? Nhìn sao ngộ thế này. Game gì mà màu dưới như màu như không? À con game 2D nhớ rồi. Nhớ có coi mà quảng cáo gì nó vài lần rồi. Game này cái đồ họa nó rất là ảo ma nha, cực kỳ nhiều màu sắc và hiệu ứng luôn á. Anh em nhìn nó nghệ thuật hơn là cái đồ họa game. Đó, anh em nhìn nó phối màu nè. Thể loại 2D cũng là màn hình ngang đi mà bêm nhau thôi. Game này nó ảo từ hình ảnh đồ họa cho tới âm nhạc luôn. Game ra mắt vào ngày 13 tháng 2 sắp tới. Có giá luôn chưa? Có giá rồi. Giá này chắc khoảng là 25-30 đô rồi. God hả? Cũng được. Nhưng mà game này chắc tôi không chơi nổi rồi. Màu nó chóng quá. Đây, cũng ngày đó luôn. Một con game mà thể loại giải đố. Giải đố mà mình tới đây nhiều người chơi nha. Nhiều người tham gia vào một cái thế giới thì thế giới là một cái hòn đảo này nè. Xong rồi đi xung quanh để giải đố. Giải đố mà kết hợp giữa phiêu lưu thì gần như là thế giới mở nữa. Đó. Game này tôi chỉ có đăng ký mà chơi thử sớm mà chưa có việc. Cũng lâu lắm lắm rồi. Đồ họa này là đích xác trong game luôn, chưa được xử lý nên nhìn nó không đẹp lắm. Đây. Mà game giải đố lại kết hợp MMO nữa nha. Nè, anh em thấy hai cái thể loại này nó độc đáo nhau. Giải đố nhiều người chơi MMO luôn nữa đây nè. Nên tôi cũng rất là hóng coi thử nó ra làm sao. Chứ là trông như thế này rất là ảo ma rồi. Họ cũng tham gia cái sự kiện Steam Next Fest nên tôi nghĩ đến là tháng ngày 2 á. Ngày 2 đến ngày 9 phải không ta? Đợt mà sự kiện lần này nè. Tôi cũng không nhớ rõ Steam Next Fest lần này diễn ra bao lâu á, thời gian nào á. Sao bấm vô sale bắt về đâu rồi ta, vô mà cái này phải không? Không, hình như là vô cái này đây. Nó sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 12, thì game này ra mắt vào ngày 14 ha, nên cũng mà đúng cái thời điểm đó luôn, nên chắc họ sẽ chạy cái bản demo để tôi có thể chơi thử nó coi sao thôi. Anh em thì chắc không mê giải đố rồi, nhưng mà game này rất là đáng mong chờ nha. Tiếp theo là con game giả lập tương đối đơn giản, gọi là giả lập cái tòa soạn báo. Trong này thì anh em mà đóng vai quản lý rồi, anh đi áp xét hả ta? Chúng tôi có 4 người. Phong cách này là phong cách hoạt hình hồi xưa nên nó từ âm nhạc cho tới hình ảnh trắng đen luôn. Mình sẽ đóng vai một cái tòa soạn báo rồi đó. Cái thời này anh em vẫn còn xài máy đánh chữ à. Đó, mình xây dựng quản lý thôi. Có thể là mình quyết định cái ngày mai tin gì nó lên trang bìa, để đăng những cái gì ở đâu. Cử cái biên tập viên đi tới đó lấy thông tin như thế nào. Đây, cái lịch từng báo hàng tuần nè. Một con game mà cũng đáng chú ý đó, nên sẽ quyết tiếp dù đang early access nên cũng hơi ngại tí. Có thể là kéo dài khoảng 1 năm giai đoạn này. Game chỉ có ngôn ngữ duy nhất là tiếng Anh.
Rồi, chúng ta lại chuyển qua một game mới đi, một con game 2D. Game này thì tôi cũng quan tâm nó rất nhiều luôn. Anh em đợt mà game Hàn Quốc chắc cũng thấy ấn tượng với game này một lần rồi đó. Nó là cái dạng góc nhìn xéo xéo trên xuống giống con Hades nữa. Nhưng mà cái đồ họa nó với hiệu ứng effect rất là độc đáo nha. Đó. Mình có thể phân ra một cái bóng nữa đánh nè, ba cái bóng luôn. Mình vừa chiến đấu ở thời điểm hiện tại và cả trong quá khứ và lẫn tương lai nữa. Hiệu ứng làm cũng rất là độc đáo đó, cái điều thiết kế môi trường nó nổi quá. Anh em nào thích cái thể loại như Hades thì chắc là mê con này lắm rồi. Ngày 13, ngày 14 nhá. Theo lịch Việt Nam thì ngày 14. Mà lượt follow như thế này hết nha. Game này tôi nghĩ là nó xứng đáng những con số mà nhiều người mong đợi hơn đó. Tiếp theo một cái dòng 3 game Tomb Raider thì Master lại. Đó, ngực tam giác với cái bộ ngực huyền thoại hồi xưa nè. Thì bây giờ nó đã tròn tròn lên tí rồi. Game này thì tôi có nhận rồi nhưng mà chắc tầm biến chơi lắm. Anh em mà cũng ngại coi mấy thể loại này. Cái thời này là còn trước cái điện tử băng nữa đó nha. Đó bây giờ nó remaster lại với cái đồ họa là đẹp hơn tí. Vẫn là cơ chế leo trèo dễ đố mà thêm một tí yếu tố hành động. Tôi vẫn còn nhớ rõ cái cảnh nó nhảy xuống cái ô vuông này luôn nè. Đó, hồi đó chơi là ngay khúc này nè. Cách đây chắc cũng mười mấy hai chục năm rồi đó. Cái này là gồm 3 bản luôn nha. Bản 1, 2, 3 luôn nè. Remaster 1 đến 3. 1, 2, 3. Rồi, tiếp theo lại một con game nữa. Game này thì dạng mà chiến thực hay dân thực. Tông màu nó rất là tăm tối luôn, đến tông màu đỏ chủ yếu. Đây, chủ đề chiến tranh nè. Dark rituals to curse your rivals. Torment them with clever and marshal your infernal legions. Know your enemies and plot their downfall. Hình như nó chỉ có giao diện bên ngoài như thế này thôi. Nó giống như mà con siêu sáu rồi á. Không có dẫn quân vô chi tiết như tư tù của Hammer. Nó chỉ là cái mạo bên ngoài là chính. Game này nếu anh em thích cái mà chiến thực là dân thực á. Thấy mà trên mấy hội nhóm họ cũng bàn đông đảo về game này lắm. Tuy nhiên nó không biết nó ra sao nữa. Nguyên đoạn này cinematic thôi, trình chiếu rất nhiều lần. Đây, vô cái giao diện và chiến đấu thì nó đơn giản như thế này. Này phức tạp chứ không đơn giản đâu. Nhiều cái loại vũ khí tài nguyên nè. Sao mà thiết chế người chim sống vậy nè. Thôi, qua game mới đi. Game này tôi vẫn phải wishlist. Để cái gì mình đi mình xin ghi. Có ghi thì tôi sẽ chơi. Kuruzai nè. Con này cũng na ná như con hồi nãy. Nhưng mà nó đi sâu vào cái hệ thống mà combat nhiều hơn. Vì gần 30 giây hiện cái logo với chữ không gì trời. Đó, cái loại bui đinh nhưng mà cái đồ họa nó đơn giản lắm nha. Có thể nói thẳng luôn là xấu á. Thuộc điệu hóa. Con game mà của tư bản. Hiện cũng xây dựng đi quản lý rồi thôi. Đó. Nhưng mà xây dựng này không có ghét bui à. Tức là đổ lại bậy lên con. Phần đổ bóng cũng làm chưa tốt nữa. Bóng bên này quá nhạt, bên này quá đậm. Chưa kể chồng lên nhau thì cây cỏ nó cũng không có bóng ổn áp nữa. Nói chung game này cái mặt đồ họa thì tương đối trung bình thôi. Họ cũng chỉ đăng có đúng 5 tấm ảnh nè. Nên em nào thích cái dòng này thì thử được. Với thêm cái Early Access nữa ta. Quý 4 2024. Huyền thoại cướp biển. À tôi nhớ có một con cướp biển của Ubisoft phải không ta? Của Ubi hình như cũng ra mắt cái đợt này, con nó tên là cái gì quên tiêu rồi. Lúc trước là Dev có gửi nó mới cây để test thử. Nó cũng là dạng cướp biển như thế này nè. À Cunningborn nhớ này. Cunningborn có mấy anh Ubi thì sắp tới ra mắt đó. Sự chơi dư gameplay đi trời. Con này đồ họa thì cũng không hơn gì con nãy. À quên còn con này nữa. God of Simulator 3.
con này hình như là không có phần 2 đâu nha. Nó chỉ có phần 1 và phần 3 thôi. Dạng mà nó cho mấy thằng vào á, vào là không biết đếm đến 3 đó. Nên con này chỉ có phần 1 và phần 3, không có phần 2. Vẫn là nhập vai vào mấy con này, đi quậy phá. Tôi nhớ hình như là nó kết thúc cái thời hạn độc quyền cho anh em Fit Toy hay gì đó, nên bắt đầu lên Steam. Anh em mà muốn làm những cái con dê mà đi phá hoại thành phố như thế này thử qua. Bản này thì có co-op với bạn bè nữa nha, nên phá là càng thêm phá nữa. Phần quờ nó gửi cái gì nữa rồi. Asoy God Now. Không quan tâm. Đợi phiên bản đầy đủ rồi chúng ta chơi tiếp. Nói chung là những con dê đi đập phá thôi. Đây, con game mà diễn cướp biển của mấy anh mà Ubi nè, Cool Bond nè. Game này hình như là ra mắt cũng là xem giữa tuần á, giữa tháng á. Người không nhớ nữa, ở phần beta thì 26 tháng 1 thì đợt đó tôi có chơi trước. Đợt đó tôi chơi như đợt này nè. Đợt cuối tháng 12 hay gì đó. Thiết kế tông màu rất là độc đáo nha. Xanh lá, xanh dương, đỏ vàng nè. Thậm chí cái phần dưới này cũng theo cái đó luôn. Nhìn rất ổn áp. Họ có luôn cái go map trên này. Cool Bond. Chơi sớm 3 ngày khi bạn bị order cái phiên bản này. Là từ ngày mấy đến ngày mấy. Hỏi thôi chứ tôi không có tiền để bị order đâu. 65 đô, 66 đô. Video vào ngày 16 tháng 2, giữa tháng. Cũng được. Game này là Halma Tuge này quá. Con game mà dạng ma thực thẻ bài á. Tôi nhớ như có cái thanh niên cầm thẻ bài phi phi như tôi viết phép nhá. Dạng là nhập vai giọng cốt truyện nha. Bên bay nè. Game này thì cũng đợt Game Anh Quốc họ nhắc đến rất nhiều lần rồi. Bối cảnh Anh Quốc thời cổ cổ. Đó, những con game mà làm cái phụ đề dưới này luôn thì xem rất là chất lượng đó. Đó, cách phép ở giữa, nhìn rất là đã mắt nha. As classy as that sounds, there are times where I have to get my hands dirty. Hey, Suski! Mất tin bay mà giọng cốt truyện như thế này nữa thì đương nhiên là con game này quá ống mát rồi. Chung với game của 11 bit studio, chung với nhà phát hành của con game này. Nó giống với hai game này thiệt á. Hai con game này cũng rất là giàu cốt truyện luôn nè. Game này có giá như ta, trông rất là hóng nè. Đây, chúng ta qua một con game xây dựng. Game nãy rất ổn áo rồi nên cứ hóng ở đi. Game này dạng xây dựng mà tự động hóa tí thôi. Trông nó rất đơn giản nhưng mà rất là người mà hứng thú với nó luôn. Cái này dành cho tín đồ những con game 2D mà dạng xây dựng rồi đó. Đó, chúng ta lấy đá, hợp hai cục đá lại với tàn nó sẽ thành cái nguyên liệu hóa thạch. Game này có yếu tố dễ đố không ta? Có luôn nè. Vậy nó không phải thường xây dựng, thường dễ đố. Đó, anh em có thể bui cái hệ thống tự động hóa như thế này. Cho nó đi rồi tự đi làm việc. Ở đây là như đang cái, nếu như mình nhàn rỗi á, sẽ đi tìm mà nhặt hai cục đá, sau đó kết hợp hai cục đá với một cục than nữa sẽ tạo thành một cái thành phẩm nào đó, xong rồi thả nó vô cái thùng này, rồi là cái thùng nguyên liệu, rồi quay lại cái chuỗi dòng lập AI này, cái đồ này đó. Thì đây là một con game mà giải đố tự động hóa rất là thú vị luôn, mặc dù đang Early Access thôi. Game mới, game này không gọi là mới nữa, gọi là cũ rồi. Game này delay liên tục rất nhiều lần quá, tôi không hiểu tại sao đi delay nữa. Một con game xây dựng nè, họ lượng follow rất là cao rồi. Dev thì cũng đã phe cái lượng wishlist rất là cao luôn. Mình sẽ xây một căn phòng như thế này, tư duy thiết kế là trên hết. Đó. Như này đúng kiểu tư duy thiết kế luôn. Dân mà kiến trúc thì dân decor nữa, vô đây là đúng bài. Game này thì nhắc nhiều lần quá rồi, nhưng mà không biết nó ra mắt đúng nữa. Thôi chúng ta nét đi. Đây là con game nói về chủ đề kiểu quý việt, định mệnh đen tối hả? Nó là dạng chiến thực thời gian thực nha. Nhưng mà lấy cái chủ đề gọi là kiểu quý việt, một cái bộ phim mà gắn liền với tuổi thơ của những anh em hồi trước. Thậm chí dựng cái đoạn cắt cảnh
bằng người thật đóng luôn hả ta? Chúng tôi đã theo dõi rất là nhiều cái đầu mối rồi. Trời ơi, nó phát nguyên cái video. Nét. Vẫn là cái video hả? Đó. Vô game đây đi anh ơi. Game diễn kể chuyện à. Đó, bây giờ chúng ta mới vô game này nè. Thực sự cái đồ quả nó tương đối bình thường thôi. Không được như tôi mong đợi. Trời ơi, mấy cái trailer chả hiển thị được cái gì luôn. Thôi, game chiến thực là dân thực. Chỉ cần biết nhiêu đó là được rồi. Chúng ta qua game mới. Game này của Gito chúng ta. Gios Chitana. Đây, bên đi theo. Thể loại nó rất là độc đáo nha. Giáp tinh giả lập single laser kill nữa nè. Giả lập hẹn hò à. Thâm minh sim. Nhìn là cái dòng dõi Chitana. Chitana với ai ta? Với con gì hồi đó đi top rồi hay giờ? Bubby phải không? Với mà thằng dích. Thằng dích chọi lưu đạn á. Timo nữa nè. Quốc dân của chúng ta đó. Buổi sáng thì đi thu nhập là thấy lượm mấy cái tài nguyên thực phẩm như thế này. Gito thì cũng ao chuột khá là nhiều con game trong cái bối cảnh vũ trụ của mình ra ngoài. Koki nữa nè. Thì lúc trước đó họ cũng có nhiều con này. Gần đây có con Nunu cũng mà đáng chơi lắm. Con này thuộc thể loại nông trại vui vẻ này. Đây, đồ quả pixel rất là màu sắc rất là nổi nha. Chơi cái tông màu cam luôn. Màu này rất là nổi. Đây, Gito thì cũng ao sụt rất là nhiều con. Cho mà rồi, cái này là quá nhiều cái đống DLC do cái con game kia rồi. Matchmaker thì nói về cái con cầm cây xích, con gì quên ta. Tự nhiên quên tên Silas nhớ rồi. Đây, Hestet Mayhem thì nói về Echo. Trước đó nữa thì còn một con game nó vui kinh. Vui kinh này con tôi thấy mà ấn tượng nhất á. Bắt đầu ao sụt nha. Chơi mà cũng thể loại mà nhập vai mà có tin bay nữa, nói về rất nhiều những cái dạng nhân vật trong này. Covenger đó, Echo của chúng ta đây. Trước đó là con Nunu. Nunu này cũng rất là hay nha, dạng dễ đố mà phiêu luôn á. Game này có tiếng Việt luôn nha, anh em là chơi có thể mà trải nghiệm cái ngôn ngữ từ Việt Nam trong chính con game này. Con này không biết có tiếng Việt không, rất tiếc là không rồi. Ngoài ra cũng giới thiệu anh em một con game cũ luôn. Gần đây thì Đếm mới gửi kêu cho tôi. Thì lúc trước thì tôi đã chơi rồi. Last Effort. Nó nà ná gì bên Tialo với mà quên sen á. BOE. Một cái góc nhìn từ trên xuống đồ quả rất là đẹp nha. Lối chơi nó thì vẫn là hành động như thế này thôi. Hiệu ứng làm rất là tốt. Bùi mà kết hợp các lát cũng rất là ổn áp luôn. Có thời gian thì tôi sẽ chơi thử con game này. Nhìn nhiều người nhắc về nó lắm. Last Effort. Sắp tới họ sẽ ra mắt cái phiên bản 1.1 đầy đủ. Vào cái thời điểm đó luôn á. Cũng khoảng là giữa giữa tháng. Giá này hình như họ tăng giá luôn phải không ta? Tôi nhớ lúc trước giá rẻ lắm. Đây, 2 năm trước giá 250 à. Game này từ cốt truyện đến lối bui là cũng rất là độc đáo nữa. Nó làm nhớ đến con game đâu á. Tuy nhiên cái góc nhìn nó hơi nhỏ anh tí. Cảm giác mà nó hơi bị bó đó. Gọng gọng như thế này ổn hơn nè. Rồi chúng ta qua bơm tấn mới. Con này có tên là Nightingale. Game này thì không biết nhà phát hành có gửi kia cho tôi không đó. Chứ mà thấy gửi mail farm khá là nhiều luôn rồi đó. Vẫn này Ali upset nha. 120.000 lượt follow nè. Marketing quá là tốt rồi. Đồ quả thấy nó không đẹp đâu. Animation cũng cứng cứng nữa. Nhưng mà chủ yếu cái gameplay cái lối chơi nó. Đó. Xây dựng nguyên một cái thành phố. Đối mặt với những cái thực thể khổng lồ xâm chiếm đó. Open World Survivor Captain.
tháng 2 này cũng có rất nhiều game thay đổi luôn. Tháng 1 đã nhiều rồi. Regardless of which portal variety you favor. Đó, đi săn bắt mấy những con quái vật mà cực kỳ ảo ma to lớn như thế này nè. Hy vọng là game nó làm tốt ở mảng này. Online co-op 11 ngôn ngữ. Này, chúng ta qua một con game mới, con game này Parasite Eve. Con game này cũng rất là kỳ vọng nè. Mình sẽ lái xe mà chu du khắp thế giới đúng không? Its unmatched views and quiet solitude. Mình lái xe vòng quanh thế giới, khám phá những cái điều bí ẩn trong cái thành phố này. Đây, dòng cốt truyện là hành động này, rất là nhiều bí ẩn luôn. I wish I could tell you what I saw. I wish I could put it into words. Tôi ước gì có thể cho bạn thấy, kể cho bạn những điều tôi thấy. I wish I could forget. Could it be a remnant? It can't be. There hasn't been one in decades. When we're all dead and gone, limb technology but a footnote in the history books. Nếu mình chu du trên khắp thế giới trên con xe của mình thôi đó. Khám phá rất nhiều thứ. Tìm tòi nghiên cứu cái gì đó. Nhìn có giá nha, giá này cũng rất là tốt luôn rồi. Look around, we're stuck here for good. The remnants are like us in a way. Chúng ta qua một con game nhẹ nhàng hơn về cái thể loại nông trại. Đây, nông trại này được cái làm khá là đẹp. Đồ họa này, đồ họa này là đúng kiểu chi tiết luôn. Nhìn cái phong cách đồ họa này nó cực kỳ chi tiết luôn nè. Nhưng mà nó vẫn cảm giác nhựa nhựa 2D nha, chứ không đơn thuần là 3D. Nếu giống con mà Disney vào gì đó là game này là Disney game live vào nè. Nó nán game này thì màu tươi hơn rất là nhiều. Cũng được đánh giá rất là tốt nữa. Game này giá rẻ phết vậy ta. Lúc trước có 175.000 nè. Rồi, qua một con game mới rồi. Là ná cái chủ đề mà chúng ta không thể chết đói á. Sâu trong bóng tối thì một ngọn lửa trỗi lên. Thế loại gì đây? Cho Matmaster kinh dị bùi linh có sinh tồn không? Survivor còn có luôn. Research Manager Gogulai lớp gấp. Tôi nghĩ nó giống con game mà đừng chết đói cùng nhau á. Don't Touch Together. Don't Touch Together. Nhìn mấy khu bàn này rất ảo ma luôn. Quyết liệt liền. Light without end. A lone tribesman sits in the ashes. Một bộ lạc đơn độc và cô bóng trong cái thành, một cái nơi bóng tối như thế này. Mùa xuân, ngày 22 tháng 2. Đồ họa nó có ngộ nghĩnh nha, nhìn cầm mắt nó chán giả luôn rồi. Cái này chúng ta chắc là quản lý tài nguyên làm việc gì rồi. Chỉ số nỗi sợ hả? Đúng là trong bóng tối thì cái chỉ số nỗi sợ này giống như chỉ số sệt chết trong con đá xịt đinh gần á. Được, game này nhìn của tôi với mà thiết kế game này như thế này ổng áp đó. Mình có đưa ra những cái lựa chọn nữa nè. Cái này chắc là nâng cấp cái điểm kỹ năng hay là hệ thống cây công nghệ rồi. Ok, game ngon, game ổn. Chúng ta qua game mới. Ủa, con này nhìn nó giống mà cái con gì chơi hoài đó, quên tiêu rồi. Con gì tên có một chữ nè. Gameware giống giống Gameware. Nhìn cái bộ icon này chắc lại là đi lao động gần cù rồi. Thôi, game này thì nó là ná con game tôi chơi lần trước rồi. T
thế hệ động vật xây nhà, chăn nuôi, quản lý. Chắc lại một con game sinh tồn quản lý thôi. Nên đi upset nữa. Sao mà... Đây là sản phẩm đầu tay của họ luôn. Chúng ta qua tiếp tục một con game nữa. Winter Survivor. Còn con game mà nói nà ná cái phim của mà đồ giả Oscar lần trước hay gì đó. Cũng sinh tồn ở Bắc Cực như thế này nè. Một cái mùa đông lạnh giá. Game này mà không có cái thẻ mà kinh dị nữa thôi. Nó có thể khởi săn không à. Mà cái bối cảnh nó rất là tăm tối, rất là ghê gợn nha. Mình sẽ sinh tồn ở cái mùa đông khắc nghiệt như thế này. Cái phim gì cũng là thanh niên Leo vật nhau với con gấu đó. Sói luôn kìa. Nè, cái cảnh trong phim The Revenant của Leo, nhìn cái đoạn trailer nãy nhớ đến cái phim này. Thanh niên solo với con gấu luôn. Đó. Rồi đó. Câu chuyện về hai anh em. Sao cái phong cách đồ họa này nó giống con mau tầm kinh quá vậy ta? Ngọt hả? Ồ, cô ấp hai người chơi giấy đố nè. Thú vị nha. Lâu lắm rồi mới có mà con ấp mà con game cô ấp hai người cùng đi giấy đố với nhau á. Chưa đời ghi mắt. Con game này là phiên bản làm lại của cái bản gốc. Mà tôi chưa biết cái bản gốc sao nữa. Nó chỉ có 3 top thôi nè. Trời ơi, nhà phát hành họ lùi. Lùi một cách khủng khiếp luôn á. Những cái top này là những cái thẻ để ăn tiền nè. 505 game à. À. 505 thì những con game bình thường thôi. Có con God Gunner thì ăn tiền của họ đó. Tôi thì vẫn chưa chơi cái bản gốc này đằng sau nên cũng chưa biết nhiều. Nhưng mà trong cũng được, quyết lý liền. Gần gần cuối tháng thì chúng ta có cái tên cũng mà tương đối quen thuộc là Robin Hood. Game này lúc trước đã ra cái bản Gologo rồi. Nhưng mà cái bản đó không thành công cho mấy. Đây, lúc trước thì nhà phát hành cũng tung ra một bản này rồi. Người chơi đánh giá thì cũng tạm ổn thôi, không quá là xuất sắc, không được như mong đợi. Đây là phiên bản đầy đủ của họ. Sẽ ra mắt vào 4 tuần nữa. Nó thể loại vẫn là thế giới mở, nhập vai, chiến thuật khám phá gì đó, đi sinh tồn, săn thú hay xây dựng gì đó thôi. Chủ đề vẫn là Robin Hood, trả thủ trong truyền thuyết. Cúp của người giàu, chia cho người nhà. Rồi, cuối tháng 2. Welcome Fagasai. Chào mừng đến giới thiên đường hả? Nhìn nó bừa bừa sao hả? You know all about paradise now? Just in case, vẫn là cái chủ đề thế giới zombie thôi. Nhưng mà nó hơi bừa bừa đó. Lực thứ hai của Magasai. In paradise, you'll get nowhere without a zombot. So, take the time to capture your future allies. Nó từng ra những cái điều lực giống giống mà cái phim mà Zombieland đó. Anh em xem cái phim Zombieland thì vẫn có những cái lực để sinh tồn. Once you have a few zombots, you need to be prepared. Mình là con cái con zombie nữa. Zombot is good, but proper protection and a weapon is much better. After all, this paradise is still untamed. And even if you think you anyway, anyway. The means to defend it. Có cái yếu tố xây dựng rồi nha. Rồi game này thì cũng được thôi. Trông khá là ổn áp. Nên có thời gian thử qua cũng được. Rồi, coi như là chúng ta lướt sơ sơ hết tháng 2 đó. Ngoài ra còn một mớ game 18 cộng ở dưới nữa. Họ vẫn chưa có thời điểm ra mắt. Mấy game 18 cộng này nhiều con mà cũng ấn tượng phết nha. Anh em có thời gian thì vô coi. Tôi không có bấm lên đây đâu. Game này mô phỏng lấy máy bay à.
Có rất nhiều game 18 cộng trong tháng 2 luôn. Tháng 2 là cái tháng nghỉ Tết của chúng ta nên rất là nhiều game hay. Nãy giờ tôi thấy sơ sơ cũng 20 con mà đáng chú ý rồi đó. Ngoài ra thì còn rất là nhiều con game nữa. Chỉ là nó hay thì hay thiệt đó, nhưng mà nó chưa đủ cái lượng mà người theo dõi để lọt vô cái danh sách này để chúng ta có thể biết nó. Rồi, ok, bye bye anh em. Hẹn tháng sau tiếp tục gặp lại.